Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm canh tí. Ngày này là ngày quý hợi, tháng đinh hợi, năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại hải thủy, ngày quý hợi tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm đại hải thủy, kỵ tuổi đinh tỵ, ất tỵ, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành màu cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi đinh tỵ, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu tuổi xung trong tháng tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Phúc Hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Kim Đường Hoàng đạo, tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao họa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa. Sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng. Sao thần cách, kỵ tế tự. Sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành. Sao cửu không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hình, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tải thần, hướng tây bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày của Tam Hội nhắc nhở bạn tuổi Tý thay vì để guồng quay công việc ồn ào cuốn mình đi thì cũng đừng quên hôm nay là ngày để bạn quan tâm nhiều hơn tới gia đình, ấm chăm sóc cho những người yêu thương mình một chút bạn tuổi tí nhé. Và với bà tuổi tí, những kết nối về trí tuệ mà thiên tài đưa tới cho bạn sẽ giúp cho bạn trở nên dễ dàng hơn trong những quyết định liên quan tới tiền bạc. Bạn có được tư duy nhạy biến sẽ giúp cho bạn có được một ngày vô cùng là hiệu quả. Vậy thì bạn đừng có bộ lợi những cơ hội mang tới cho bạn có được những vận may để kiếm tiền bạn tuổi tí nhé. Trong ngày này với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi tí có phần ỉ ảnh chậm lại hơn. Hôm nay, khả năng thích ứng của bạn tuổi tí không được tốt cho lắm. Nhất là khi mọi tình huống diễn ra cứ như là xoay chín liên tục với bạn nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí lại rất tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc Kim hãy đối xử chân thành với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy bạn có thêm nhiều kinh nghiệm mới. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa có những kỷ niệm sâu sắc hiện về bạn không thể nào quên. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, đừng để ý lời người ta nói, hãy nghe trái tim mình mách bảo, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, đừng vội khẳng định điều gì. Về đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này nhờ có tam hội ghé thăm mà khả năng cao với bạn tuổi Sửu sẽ gặp được người bạn cùng chỉ hướng với mình các cuộc trò chuyện trao đổi giữa hai người sẽ đem lại thật nhiều những ý tưởng hay ho thú vị để cả hai cùng có cơ hội bắt tay vào thực hiện nữa nhé và với bạn tuổi sỉu ngày này lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu gặp rắc rối trong mối quan hệ sẽ có một chút bối rối vì cách hành sự lạ lùng của người mình yêu thương. Bạn không hiểu nổi họ nghĩ gì và tại sao lại làm như vậy. Có lẽ cách tốt nhất là với bạn tuổi xỉu hãy đặt ra câu hỏi thẳng thắn với họ thay vì giữ im lặng và khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng căng thẳng hơn bạn tuổi xỉu nhé ngày này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi sửu ảnh hưởng ít nhiều từ yếu tố thời tiết và buổi tối bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn và nạp lại năng lượng cho tinh thần của mình được tốt hơn sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn đó bạn tuổi sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim một số chuyện qua rồi đừng nên nhắc lại tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy lời khuyên của ai đó dành cho bạn có giá trị nhất định tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có người thân hỗ trợ cho bước tín của bạn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ luôn giữ một trái tim trong sáng tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc bạn phải tự cứu lấy chính mình bạn tuổi sửu nhé Vậy đánh giá của bạn tử xỉu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi than. Từ vi tuổi Dần thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dần cho chúng ta thấy là cách vận trình của bà tuổi Dần trong ngày này bạn đang gặp ngày dần hỏi tương phá cái điều này cho thấy với bà tuổi Dần có thể có ai đó tượng trưng đã thuộc về quá khứ sẽ tìm đến bạn gây cho bạn nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay và với bạn tử dần bạn cũng nhận ra rằng đối phương đã thay đổi rất chi là nhiều so với trước đây và khiến cho bạn cảm thấy bối rối tuy nhiên bạn cần phải có sự tỉnh táo nhất định của riêng mình bạn tử dần nhé tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tử dần bạn lại đang gặp được ngày của chính quan hỗ trợ cái điều này cho thấy về phương diện sự nghiệp của bạn tử dần trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt hơn ai khác bạn là người chủ động quyết định cuộc sống của mình và không để ai có thể gây tác động đến mình theo chiều hướng tiêu cực và với bạn tuổi dần bạn hãy tự hào vì bạn không phải là người theo đuổi đám đông mà có hướng đi riêng của mình, quan điểm riêng và lựa chọn riêng của mình. Đây là ngày để cho bạn tuổi dần thể hiện được bản thân của mình nữa bạn tuổi dần nhé. Ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có được dấu hiệu tốt để ai muốn khám phá chữa bệnh trong ngày hôm nay rất thuận lợi. Khả năng hồi phục của bạn lúc này là rất nhanh chóng, không phải phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang nữa bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, những trải nghiệm trong quá khứ sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều ở hiện tại tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đừng mong đợi người khác hiểu mình vì điều đó là không thể tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ đừng vì chút ngại ngùng mà ra quyết định sai lầm tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cảm xúc của bạn dễ bị lung lay vì những lời nói tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim bạn đang trao cho người khác quyền làm hại mình đó nhé và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tuất tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội Mão Mùi cái điều này cho thấy với bà tuổi Mão đang có được dấu hiệu tốt cho tình yêu đôi lứa của mình ngày hôm nay và bạn tuổi mão đối với những bạn đang còn độc thân thì có được niềm vui hạnh phúc mới hơn nữa trong thời gian này cũng phù hợp để cho bạn giải tỏa những khúc mắc trong quá khứ hoặc là những vướng bận tình cảm của mình bấy lâu nãy bấy lâu nay bạn tuổi mão nhé thiên quan chiếu mệnh các điều này khiến cho bạn tuổi mão trong ngày hôm nay trở nên lười biếng hơn. Vì thế, bạn hãy thúc đúc bản thân mình phải lập ra một danh sách những công việc cần phải làm, sau đó nỗ lực để bắt tay vào thực hiện. Thay vì chỉ để chúng trên giấy tờ mà thôi, đừng quên rằng kỷ luật sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm việc hiệu quả hơn là làm việc thiêu cảm hứng nhất thời bạn tuổi mạo nhé. Cách vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe, tinh thần của bạn mệnh rất chi là tốt để cải thiện sức khỏe, tình trạng của bạn. Bạn nên tránh làm việc quá nặng, tập trung, luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn, lựa chọn những bài tập thể dục nhẹ nhàng, vừa sức là được bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy hãy vượt qua nỗi sợ hãi trong tim bạn tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tiếp tục nuôi hy vọng vì đó là cách bạn sống ý nghĩa hơn tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ việc gì không diễn ra đều có lý do riêng của nó tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nếu buồn thì ngủ một giấc là xong mai dậy lại làm việc tiếp. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim hãy tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Thìn thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Thìn ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn bạn đừng có băn khoăn phải ngạc nhiên nếu như bạn tuổi thìn đang cảm thấy rằng ai đó đang đi theo một con đường khác mà mình thực sự không hài lòng nhất là khi đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh. Mọi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng và bạn cần phải tôn trọng cái điều đó thay vì cố gắng lôi kéo họ đi theo những gì mà mình đang chọn lựa. Sự ích kỷ của bạn không phù hợp vào lúc này đâu đó bà tử thìn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này khiến cho tinh thần của bạn tuổi thìn có phần bị trùng xuống. Bạn có thể dành thời gian cho việc sắp xếp lại, làm mới lại nhà cửa, không gian mới mỉa cũng sẽ giúp cho tinh thần của bạn và người thương tốt hơn rất chi là nhiều bạn tuổi thìn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thìn, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên để cố gắng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, thành công của bạn không quản xa nữa. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, nếu không cẩn thận sẽ dễ tai nạn xảy ra. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, có người từng được bạn giúp nhưng quay lại để hại bạn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy kiểm soát cảm xúc của mình và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu hồng màu xanh dương quý nhân phụ trợ tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, dần thân tỵ hại. cho nên với bạn tuổi tỵ không chỉ có xung đột ở bên ngoài với mọi người mà bạn còn có thể xung đột với chính bản thân mình. Đó là lý do khiến cho bản mệnh tuổi tỵ khó đưa ra được những quyết định quan trọng vào ngày hôm nay. Nếu có thể, bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là vội vàng làm điều gì đó bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ cái điều này mang tới may mắn cho bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay về phương diện sự nghiệp. Trong quá trình đó, bạn cũng có được cơ may gặp được những người đồng đội có cùng chí hướng. Do đó, bạn hãy ra ngoài xây dựng cái mối quan hệ với nhiều người sẽ rất tốt cho bạn trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe của mình, thêm cả những sự căng thẳng, sở chuyết mà bạn phải chịu đựng trong cái thời gian vừa qua càng khiến cho sức khỏe của bạn đi xuống. Và với bà tuổi tị nên dành sự ưu tiên cho sức khỏe của mình hơn bất cứ việc gì trong lúc này. Có như thế, bạn mới có độ tỉnh táo để có được những quyết định đúng đắn bà tuổi tỵ nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đừng mong đợi ai đó vô tư giúp đỡ bạn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ khó khăn đến từ sai lầm trong quá khứ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đừng ép bản thân mình làm điều gì không thích tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim sự căng thẳng khiến cho bạn dễ có quyết định sai lầm tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy hãy liên tục rèn luyện bản thân mình về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thìn, tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là về khía cạnh công việc của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay nhờ có thiên ấn xuất hiện mà bạn đang có được sự sáng tạo giúp cho bạn tuổi ngọ đang sở hữu sẽ bộ xa những đối thủ của bạn và thu hút được sự chú ý của những người có máu mặt. Vì vậy, bạn hãy mạnh dạn tìm kiếm và nói chuyện với những người có tầm nhìn để thu về các mối quan hệ hợp tác ưng ý với mình bạn tuổi ngọ nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang có điểm báo, có sự căng thẳng trong cái mối quan hệ của hai người khi mà hai người không đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương. Hơn nữa, khi bạn đang trong tình trạng áp lực, bạn hay bốc ra dựng những, những lời nói gây tổn thương càng khiến cho hai bên trở nên căng thẳng, xa cách nhau hơn đó bạn tuổi ngọ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi ngọ, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo bởi cái điều này rất có thể sẽ làm động tới tai thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tận dụng tốt thời gian mình đang có, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy những điều bạn vượt qua mang lại niềm tự hào không nhỏ cho bản thân, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa bạn thăng thêm niềm tin về một ai đó, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ may mắn không ở lại lâu hãy tận dụng tốt nó, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, công việc có bước tiến mới quan trọng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi mùi thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội mang đến cho bạn tuổi mùi có được chỗ dựa về tinh thần cho bạn khi mà bạn đối mặt với những trở ngại ngoài kia và được trở về nhà với sự yên bình và những lời động viên từ những người thân trong gia đình nhé. nhờ đó mà với bạn tuổi mùi có thêm sức mạnh để chống chọi với sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mình nữa. và ngày này với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kin chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi mùi đang có điểm máu có thể phải rơi vào những tình huống khó khăn khi một mặt bạn muốn nương chiều làm theo ai đó. Tuy nhiên, mặt ngược lại, thực tế lại không cung cấp cho bạn quãng thời gian cần thiết để thực hiện những công việc này. Vậy thì, bạn hãy có sự tính toán, xem xét, đồng thời thẳng thắn nối lời từ chối nếu bạn cảm thấy không thể đáp ứng được bạn tuổi mùi nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của bạn mệnh và với bạn tuổi mùi, chớ nên chủ quan rằng bạn đã có một khoản tiền tiết kiệm rồi, chúng sẽ không đủ với cách mua sắm quá hoang phí như bạn hiện nay đâu đó bạn tuổi mùi nhá Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, đừng đợi vận may tới, bạn là người tạo ra nó, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, có sự căng thẳng khi bạn hiểu nhầm ý của người khác, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, thử thách của bản thân bằng điều gì đó mới lạ xiêm sao từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ người lạ giúp đỡ bạn trong tình huống khó khăn từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc thiếu niềm tin khiến cho bạn sợ hãi vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 Số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thân, bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này cho thấy với bà tuổi thân, bạn muốn yên lặng cũng khó, bạn dễ gặp thị phi, phạm tiểu nhân, tình cảm gặp nhiều trở ngại. Lúc này, điều quan trọng và duy nhất bạn nên làm đó là tìm cách giữ bình tĩnh, không nên bị kích động vì bất cứ lời nói của ai bạn tuổi thân nhé. Thương quan chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bạn tuổi thân gặp sự cố. Có thể một dự án mới được khởi công của bạn sẽ phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian này. Bạn sẽ không thể làm gì để thay đổi được tình huống hiện tại. Do đó, hãy tận dụng nó để xem xét và đánh giá lại nó xem sao bạn tuổi thân nhé. Ngộ hành tương sinh giúp cho bạn tuổi thân biết cách cải thiện được những khó khăn hiện tại. Bên cạnh đó, còn có người hỗ trợ cho bạn mệnh về mặt tiền bạc nên giảm bớt được một số gánh nặng mà bạn đang phải chịu đựng trong cái thời gian vừa qua nữa bạn tuổi thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ, trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng nhiều. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nghe lời người khác, bạn sẽ phạm sai lầm, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng đặt nặng tâm lý về bất cứ điều gì tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nếu không mang lại điều gì thì bạn cũng có thêm kinh nghiệm tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp chuyện thị phi tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đôi khi bạn cảm thấy lạc lối trong những quyết định vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dần. Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, sự linh hoạt của bạn được thể hiện trong ngày khi có được thực thần xuất hiện, chia chở sẽ khiến cho mọi người nệ phục bạn, đồng thời trở thành cảm hứng cho họa ngày hôm nay. Và đừng quên rằng đây cũng là ngày mà sự cộng tác chính là chìa khóa để cho bạn đạt được những thành quả tốt đẹp trong công việc cũng như là đời sống bạn tuổi Dậu nhé ngũ hành tương sinh là tín hiệu tốt về tình hình tài chính của bạn mệnh tuổi dậu trong ngày hôm nay và nhiều người thanh toán được khoản nợ nần và không còn phải lo lắng quá nhiều như trước bạn cũng chăm chỉ làm thêm hơn để đảm bảo cho các nhu cầu hàng ngày được tăng lên cho bản thân mình nữa rồi theo tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dậu ngày này bạn không nên trị bệnh ở tỳ do đó bạn mệnh không nên chăm chích tác động lên vị trí ngay này trong ngày hôm nay bạn tuổi Dậu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy chính bạn khơi gợi niềm cảm hứng cho bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa có những sự việc bạn biết trước. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ tình cảm của bạn dành cho người ấy lớn dần lên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc cách thức bạn đang thực hiện có hiệu quả. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim bạn chẳng tìm được điều gì tốt nếu nhìn về mặt tiêu cực. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất đang trải qua một ngày hết sức vất vả với nhiều công việc, nhiều hoạt động, bạn sẽ phải gặp gỡ nhiều người khác nhau. Trong đó có một số đối tượng làm cho bạn khó chịu. Vậy thì bạn hãy khéo léo hơn khi tương tác nếu như bạn muốn đạt được một số kết quả tốt trong quá trình giao lưu và chia sẻ bạn tử tốt nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tốt, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tuốt đang có sự nóng tính và sẵn sàng cải cọ tay đôi với bất cứ ai vì muốn bảo vệ ý kiến của mình mà bạn bạn gây ra những sự căng thẳng không cần thiết bạn cần phải học cách nhún nhường một chút bạn sẽ thấy rằng mình đã thắng chính là bạn thân mình rồi đó bạn tuổi tuất nhé ngày này với bạn tuổi tuất rất thuận lợi cho việc chôn cất cưới gã, xây cất đào ao đào giếng khai mương rạch các vụ việc làm thủy lợi khai trương dọn cỏ phá đất vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa bạn đang trên hành trình của mình, không cần phải vội vàng, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, gặp nhiều khó khăn trong công việc, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, cần phải học cách trở nên khiêm tốn hơn, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, những giả dạ định của bạn không đúng như bạn tưởng tượng ban đầu, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, đừng đợi một phép màu nào đó. Vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày hợi hợi tự hình cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi đã cố hết sức nhưng không được công nhận như mình mong muốn thay vì than trách hay là chê bai người khác bạn hãy tự hỏi xem có phải mình không xuất sắc như mình vận tưởng có như thế, bạn mới có thêm nỗ lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa bạn tuổi hợi nhé. Chính quan xuất hiện tương trợ cho bạn tuổi hợi, cho nên với bạn tuổi hợi sẽ muốn bảo vệ danh dự của mình và người khác hơn, bạn sẽ trở nên kín miệng hơn. Sự thay đổi này có thể ngăn bạn không vô tình nói ra những lời khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương, cũng như là giúp bạn giữ được những ý tưởng hay ho riêng cho mình đó bạn tuổi hợi nhé. Tuy nhiên, cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi đang có dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Cái điều này gây ra những vấn đề khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy cơ thể yếu dần mà không hiểu lý do vì sao. Nếu còn lo lắng thì bạn tuổi hợi nên đi thăm khám sức khỏe bác sĩ càng sớm càng tốt để tìm ra cách chữa trị sớm bạn tuổi hợi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi, xuất hành, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, ký kế kết hợp đồng đều rất chi là tốt nữa bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ hài lòng với hiện tại, bạn chẳng thể nào tiến bộ. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, chính suy nghĩ tiêu cực của người bạn thường xuyên tiếp xúc gây hại bạn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc những giả dạ định của bạn chưa chắc đã là đúng nên bước qua chúng từ vi tuổi tân hợi thuộc kim đừng nhấp bạn thân vào những giới hạn bạn tự đặt ra từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy có những thay đổi bạn khó chấp nhận và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tụi tí tụi xỉu Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày Xin chào gặp lại